Hello, welcome back to my channel. Start again go. OK, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Boris Subway. Thank you.
Barcelona. Okay, traffic reader. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Ở first line. Tựa game này thì hơi khó vào một chút, cho nên các bạn phải đợi. Đợi chờ tựa game này. Có thể lần này không vào được. Và mình sẽ phải vào lại xem như thế nào. Let's go.
Review wrestling. Okay. Let's go. Ok, taxi sim 2020. Let's go. Các bạn sẽ hóa thân là anh chàng taxi, đó thì sẽ đi chở người đến địa điểm mà họ cần, và lúc đó các bạn sẽ kiếm được tiền rồi nâng cấp chiếc xe của mình. What's that funny smell in your car?
like your car. Okay, let's go. Rock Radio 89.2, pedal to the metal. Okay, let's go. Let's go. Thế các bạn sẽ đi chở khách và kiếm tiền. Đó thì các bạn sẽ mua được cho mình những chiếc xe ngon hơn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, Zero Racing 2. Vị trí thấp như vậy mà muốn tổ đội chứ ta.
Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.